Xin chào mọi người. Để mọi người vào đồng đồng chút, mình sẽ chia sẻ với mọi người về một cái việc mà mọi người rất là quan tâm ở trong những cái ngày này của cái năm Kỷ Hợi. Đó là cái ngày về cái ngày khai trương cho cái năm mới, năm Canh Tý, năm 2020. Ngày nào khai trương là hợp lý và đẹp thì tí nữa mình sẽ chia sẻ với mọi người. Dạ, chào Nguyễn Thị Hoàng Duyên. Để mình phải mở cái này ra đây thì mình mới nghe được, chứ không mình không thấy được. Chào mọi người nha. Chúc mọi người một cái ngày mới ở trong cái năm mới dương lịch, mọi điều suôn sẻ. Chào Thúy Hằng nha. Chào Hoàng Nguyễn. Chào Thiện Độ. Để đông đông đi, cái mình vào mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái cách chọn cái ngày khai trương ở trong năm mới. Hôm bữa trước là mình chia sẻ cái tuổi rồi, đúng không? Chọn tuổi để xông nhà vào cái đêm giao thừa ngày mùng 1, mùng 2, 3 gì đó. Thì bây giờ mình sẽ chọn tới cái ngày khai trương cho các công việc sau một kỳ nghỉ lễ, sau một kỳ nghỉ Tết. Chào Hoàng Anh Mai ạ. Chào vệ sinh. Cảm ơn Liên Lam nhiều. Mọi người biết cách tính tuổi của để xông nhà chưa? Hôm bữa mình chia sẻ vậy đó, rất là đơn giản đúng không? Tính là thường là chọn tam hợp hoặc lục hợp địa chi ha, đừng có chọn về xung thiên can, rồi đừng có, nên chọn một cái người mà tương trợ về bổn mệnh nữa thì nó tốt đẹp hơn ha, đơn giản thôi mà. Rồi còn cái cách thì hôm bữa trước mình cũng đã chia sẻ rồi, nên thí dụ giống như là nên đưa cho người đó cái lì xì, nghe, đưa người đó cái bao lì xì để cái ngày hôm đó người ta tới, người ta lì xì mình rồi mình bắt đầu mới lì xì lại ha. Ít nhiều gì cũng được, không có cần quan quan trọng ha, mình nó muốn có tài lộc đầu năm vào nhà thì nó vẫn hên hơn. Tà Thì Mỹ Linh, mình đang chuẩn bị, mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái ngày tốt ở trong 10 ngày đầu năm Canh Tý để mọi người lựa chọn và làm lễ khai trương. Dạ, cảm ơn thầy mọi người. Canh tức hợp Ất Mão. Canh tức thì nên chọn Ất Mão mà tương sinh. Ất Mão mà phong nhà thì rất là ok. Ngược lại Ất Mão thì chọn Canh tức vậy đó. Tuổi Tuất mà mình thường á, muốn chọn cái chuyện sum họp gia đạo vui vẻ thì nên chọn một người tuổi Dần, tuổi Ngọ hoặc là tuổi Mão, ba cái tuổi đó. Tân Hợi hả? Tân Hợi thì có thể chọn được nè, Giáp Dần cũng được nè, Bính Ngọ cũng được. Nhiều mà Tân Hợi thì nhiều nhiều người nhiều tuổi để chọn mà. Dạ, hôm bữa mình giờ khách tính rồi, chứ giờ hỏi mà trả lời từng tuổi thì rất là lâu để mà có thể mà chia sẻ với mọi người. Với lại hôm nay cái video này thì mình không muốn nó lạc đề, mình chỉ chia sẻ với mọi người về cái cách chọn để cúng ngày khai trương thôi. Còn nếu như mà xông nhà thì mình sẽ quên xong nhà thì mình chắc là mình sẽ đăng một cái hình ở bên chỗ câu chuyện á, rồi mọi người comment cái ngày tháng năm sinh dưới, rồi sau chọn tuổi xông nhà mình sẽ luôn tuần tự mình trả lời cho. Chứ còn bây giờ mà ngồi ở đây mà nói cái chuyện nó lạc đề quá. Với lại là mọi người vậy nè, thí dụ như mọi người vừa vào mình mới gì trả lời đằng trước rồi, mọi người vừa vào cái mọi người lại hỏi lại cái mình trả lời đi trả lời lại cái câu đó nó không có hay lắm. Thì thôi thì mình sẽ đăng một cái hình của mình đi.
cộng với là comment ngày tháng năm sinh gì đó của gia chủ, mình sẽ comment ở dưới là những cái tuổi nào hợp, mình sẽ đưa ra 2 3 tuổi rồi tùy vào cái của mọi người để mọi người chọn ha. Lát nữa sau cái video livestream này mình sẽ đăng một cái hình rồi mọi người comment vào đó, rồi mình sẽ giúp cho mọi người, rất là đơn giản đúng không? Chào Yên Đăng. Rồi thì bây giờ mình trở lại cái vấn đề chính, cũng đông mọi người rồi, mình sẽ trở lại vấn đề chính để mình chia sẻ với mọi người về cái ngày khai trương ở trong cái năm những 10 ngày đầu năm của năm Canh Tý. Thì năm nay nó có một số ngày tốt đẹp, ví dụ như mùng 2, mùng 3 là cũng là 2 ngày hoàng đạo. Tuy nhiên chọn ngày khai trương ở trong đầu năm thì không chọn ngày hợp tuổi mà là chọn ngày hoàng đạo, tức là ngày tốt, giờ tốt để mà cúng khai trương, chứ không có phải là chọn hợp tuổi. Thí dụ giống như mình tuổi ngọ phải chọn cái ngày tốt, không phải. Nhiều khi ngày tốt lại là một cái ngày tam nương, hoặc là một cái ngày sát chủ, hoặc là một cái ngày không phòng cái gì đó, thì nó sẽ không tốt đẹp cho cái công việc làm ăn, theo những cái gì ghi chép lại từ tử vi phong thủy, chứ còn không phải là từ cái gì từ bản thân mình cả ha. Thì năm nay á, thì ngoài cái ngày mùng 2, mùng 3 ra thì mình nghĩ rằng đó là mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì 3 ngày đó là mình cúng ông bà cũng ở nhà rồi, mình không nên làm cái ngày khai trương. Mình bắt đầu mình sẽ chọn ra cái ngày sau khi những cái ngày đó một tí xíu. Thì nếu như mà nhìn đúng thì là năm nay có một số ngày như là mình đã tìm hiểu, thì ngày mùng 5 nè, ngày mùng 8 và ngày mùng 10 là 3 ngày hoàng đạo, có thể làm khởi động công việc khai trương được. Tuy nhiên là trong đó cái ngày mùng 6 cũng là một cái ngày, nó không phải là ngày hoàng đạo, tuy nhiên các phúc tinh tài tinh, tất cả các cái sao tốt đẹp cho công việc làm ăn đều tụ hợp vào ở trong ngày mùng 6, cho nên có thể nói là mình vẫn tận dụng được ngày mùng 6 để mà làm lễ khai cúng khai trương được mùng 6 âm lịch. Tại vì là như mình nói nè, không phải ngày hắc đạo là hoàn toàn xấu ngày hắc đạo, nhưng mà ngày hắc đạo đó chỉ xấu cho một số chuyện thôi. Ngược lại ngày hoàng đạo cũng chưa chắc gì tốt tất cả mọi việc, có khi là ngày hoàng đạo đó ngày tốt đó, giờ tốt đó, nhưng mà không tốt cho chuyện này nó ha. Chứ thí dụ như có người có ngày tốt nhưng mà không tốt cho chung kết, không tốt cho những cái việc như tế tự đào ao, còn ngược lại thì nó khác biệt ha. Rồi đó là những gì mà mình chia sẻ được ở trong những cái ngày, thí dụ giống như là ngày mùng 5 đi, mình chọn ngày mùng 5 đi, ngày mùng 5 là ngày Tân Mùi của tháng Mậu Dần năm Canh Tý. Ngày này là có một cái sao chủ, đó là ngày có sao Mộc Đường, một trong những cái sao rất là tốt đẹp. Tuy nhiên á, là ngày này sẽ xung xung tuổi với các tuổi như là Đinh Sửu, Quý Sửu, Ất Dậu, Ất Mão, cho nên nếu như là ngày này tuy là ngày Mùi nhưng mà những cái tuổi này thì không nên cúng khai trương ở trong ngày này. Đó là mình nói lại ha, Đinh Sửu rồi Quý Sửu nè, Ất Dậu, Ất Mão thì không nên khai trương trong cái ngày mùng 5. Rồi các cái giờ tốt ở trong ngày ngày mùng 5 á, thì có cái khoảng như là giờ Mão từ 5 tới 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 tới 11 giờ, giờ Thân từ 17 15 đến 17 giờ, và giờ Tuất từ 19 đến 21 giờ. Chắc là mình nghĩ là mọi người cúng kiến thì nên chọn nè 5 tới 7 giờ giờ Mão, hoặc là giờ Tỵ 9 tới 11 giờ. 9 tới 11 giờ cúng xong cái mọi người vào tiệc luôn, thì đó là một cái chuyện rất là hợp lý ha. Đó là cái ngày mùng 5 nếu như mà khai trương. Nhiều người sẽ hỏi với mình, anh ba ơi anh chọn ngày mùng 5, 14, 23 là những ngày cái gì người ta nói là đi chơi còn lỗ, cũng muốn là đi buôn gì đó phải không? Nhưng mà mình sẽ giải thích vậy nè, trong phong thủy tử vi thì không có cái 3 cái ngày kiêng kỵ mùng 5, 14, 23, mà mùng 5, 14, 23 này được hình thành dựa trên cái lịch sử của người Hoa và ở cái những người sống ở kinh thành Bắc Kinh. Tại vì đó là những cái ngày mùng 5, 14, 23 này nè là vua của nhà Thanh đó, là rất hay đi vi hành. Khi mà vua đi vi hành á,
thì quan quân nó dẹp đường, nó bắt tất cả quỳ xuống, thì lấy gì mà buôn bán, lấy gì mà làm ăn. Cho nên là người ta nói là 3 ngày đó thì không nên đi ra đường. Tự nhiên đi ra đường đang đi mặc đồ đẹp bắt quỳ xuống. Mà hồi xưa là vua đi cách đây, vua đi bộ cách 5 cây số là nó đã bắt quỳ rồi. Cho nên là không có cái trong trong phong thủy và trong tử vi thì không có 3 cái ngày xấu một năm 14 23, vì là ngày sát chủ, ngày tam lương gì đó, không phải, cho mình khẳng định điều đó. Còn ai có ý kiến gì hơn thì cứ phản bác, mình không có ngại chuyện này. Cho nên là đừng có ngại ngày mùng 5. Đó rồi tiếp đến đó là ngày mùng 6. Ngày mùng 6 của năm Canh Tý là ngày Nhâm Thân, tháng Mậu Dần. Đây là một ngày hắc đạo, nếu như dở trên lịch vạn niên, chắc chắn là mọi người sẽ có trên lịch vạn niên ở trên mạng hoặc là ở trong nhà có lịch vạn niên thì đều biết đây là ngày một ngày hắc đạo với cái sao Thiên Lao. Một ngày nghe có cái sao nghe ớn ha, sao này dễ có đến tù tội lắm. Tuy nhiên đây là một cái ngày có các tinh thiên đức hợp, nguyệt không, nguyệt giải, giải thần, phổ độ và địch mã. Đây là một bộ các cái phúc tinh, các tinh rất là tốt đẹp. Chỉ có một khung tinh đó là nguyệt phá. Cho nên là kỵ cái ngày này là kỵ nhất là xây dựng nhà cửa, động móng động thổ. Cho nên nếu như ngày này mọi người chọn là để làm, những cái người làm về xây dựng nhà cửa đồ này kia đó, thì không nên chọn ngày này để mà cúng khai trương động thổ, cúng khai trương hoặc là động thổ năm mới để làm. Thì ngày này á, là do là một ngày không là một ngày có nhiều cái phúc tinh, cho nên dù là ngày hắc đạo nhưng mà mình vẫn khuyên mọi người rằng đây là cái ngày mà rất tốt cho cái việc như là buôn bán làm ăn ha. Rồi các cái tuổi kỵ trong ngày này gồm có Bính Dần, Canh Dần và Bính Thân. Đặc biệt đó là rất là không tốt đẹp cho cái người tuổi Giáp Dần. Cho nên là nếu như là một người sinh năm 1974, dù có làm mua bán hay là gì nữa thì cũng đừng khai trương ngày này. Giờ tốt của ngày này thì có giờ Thìn 7 đến 9 giờ. Tỵ cũng cũng tốt từ 9 tới 11 giờ, sau đó là giờ Mùi 13 đến 15 giờ. Đây là những giờ có thể cúng khai trương được làm ăn. Tuy nhiên là mình nói nha, tuyệt đối không người nào mà làm về xây dựng, làm về hoặc là năm mới động móng để xây nhà, hay là mình đang xây dở cái nhà, đây là cái ngày khai trương để làm lại, thì mình nói tuyệt đối là không được làm. Đây là một cái ngày không tốt đẹp cho cái việc xây dựng, vì nó có cái hung tinh nguyệt phá ha. Rồi rồi tiếp tục ha, đó là ngày mùng 6. Tiếp đến đó là ngày mùng 8. Ngày mùng 8 của Tết Nguyên Đán thì nó là ngày Giáp Tuất của tháng Mậu Dần. Đây là một trong những cái ngày mình thấy rằng là nó khá đẹp đẽ, và nó là ngày thứ bảy nữa. Thí dụ như là cúng khai trương xong nhậu nhẹt đã, nghỉ ngày chủ nhật thứ hai vô chiến. Ok, có một số người hỏi mình rằng đó là bây giờ là mùng, nếu mà trong mùng mà khai trương á, thì sớm quá, nhân viên nó chưa có vô, nhiều khi nhân viên ở xa làm may làm đồ ở tận ngoài miền Trung mà vô sớm quá thì tội. Thì mình nói luôn là ngày hôm đó vẫn có thể cúng kiến đồ ok xong rồi, ngày nào nhân viên vào là mình triển khai mình làm luôn, cho nên là mình không cần phải cúng kiến lại gì cả. Mình khai trương có thể là không có nhân viên, mình khai trương mình lấy ngày thôi, sau đó mình để đó rồi vì từ từ mình làm tiếp. Đó là một cái điều rất là ok ha. Rồi bây giờ trở lại với cái ngày mùng 8. Ngày mùng 8 á, là một ngày hoàng đạo, cho nên là sẽ tốt cho rất là nhiều việc. Ngày mùng 8 là ngày có trực thu, người ta nói là những người mà làm nông nghiệp thu hoạch ha, thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Khai trương trong ngày này. Ngày này á thì có thiên hỷ, thiên quý, thiên quan và tam hợp, cho nên là rất tốt đẹp cho cái việc những người mua bán xây dựng nhà cửa.
mọi điều. Đặc biệt thì ngày này thì là một ngày quỷ khóc, cho nên là không có tốt cho cái vấn đề là tuy là ngày tốt nhưng mà nếu mà là có ma tang đồ này kia thì không nên chôn trong ngày này. Đó là những gì mà cái ngày nó thể hiện. Ngày này là ngày thủ tứ luôn. Rồi, giờ tốt của ngày này thì gồm có từ 7 đến 9 giờ giờ thìn, hoặc là từ 9 tới 11 giờ là giờ tỵ. Buổi chiều thì giờ thân 15 đến 17 giờ, 17 đến 19 giờ, nhưng mà nếu mà khai trương thì chả ai khai trương buổi tối, cho nên là mình nghĩ là khai trương như vậy là tốt đẹp. Ok, đó là ngày mùng 8, ngày thứ bảy. Theo mình thì ngày này là nó vừa gọi là gì, hợp lý về những người máy tính gì đó, mà hợp lý về cả cái dân sinh. Tại sao vậy? Lúc đó là ngày thứ bảy mà, nếu như công ty mà ở gần gần, những người ở gần gần nhau xong thì bắt đầu là ngày hôm nay vô nhậu bữa tân niên, xong nghỉ ngày bữa thứ bảy lấy sức, thứ hai vô chiến, là êm đẹp đó. Nếu là những người ấy, còn không lại thì những người mà muốn cúng xong làm luôn thì chọn ngày mùng 10. Ngày mùng 10 cũng là một ngày hoàng đạo. Ngày mùng 10 của tháng Giêng năm Canh Tý là ngày Bính Tý của tháng Mậu Dần. Như vậy với cái sao Thanh Long thì đây là một ngày cũng không phải là xấu. Tuy nhiên là ngày này do là ngày Bính Tý cho nên là tất cả những người tuổi Ngọ sẽ là bị lục xung, cho nên những người tuổi Ngọ sẽ tránh là cái việc mà mua, tránh cái việc, tránh cái việc mà là khai trương ở trong ngày này. Ví dụ như người đứng cúng đầu tiên ở trong khai trương thì cũng không có nên khai trương trong ngày này, nó không được tốt đẹp cho lắm. Rồi, ngày này là kỵ những người tuổi Ngọ, kỵ những người tuổi Tý ha, tại vì là ngày tuổi. Rồi, với cái đây là một cái ngày mà người ta gọi là mọi việc đều tốt đẹp, nhất là an táng, gia tú, thủy lợi, khai trương, xuất hành, nhập học. Đây là một cái ngày rất là đẹp nếu với bản thân mình xét. Mình mậu ngọ nhưng ngày này đối với mình có kỵ chút xíu, nên là ví dụ như mình cúng khai trương mình không đứng cúng được thì mình nhờ người khác thắp giùm cái nhang đầu tiên, thì sau đó mình cũng vô thì cũng chẳng có quan trọng gì ha. Người ta nói là sao tất mà tại thân tí thìn thì đều tốt, tại thân là hiệu quả, nguyệt giải khung sơn, trăng treo đầu núi tây nam rất là tốt, lại thêm tất đăng viên ở ngày thân là đều là hai ngày đại kiếp. Cho nên là nếu như là các anh em làm ở trong lĩnh vực tài chính thì nên khai trương ngày này, và khai trương xong là sáng cúng khai trương xong là mình chiến luôn. Ngày này là một cái ngày có cái cát tinh là Nguyệt Đức nè, rồi Nguyệt Ân, Ích Hậu, Mẫu Thương, Đại Hồng Sa và Sinh Khí. Đây là một ngày nói chung là các phúc tinh về làm ăn đều tụ hội, cho nên là mình nghĩ rằng nên chọn ngày này. Thì ngày này là một ngày cũng có, bên cạnh đó có rất là nhiều phúc tinh tài tinh ở trong ngày này, thì cũng có phá tinh, đó là một cái sao Thiên Mục. Đây là một cái sao đem lại cái việc mà đáo tụng đình bị công an thưa kiện. Nhưng mà thôi, thí dụ như mình có tới 7 thằng 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 tốt mà có một thằng xấu thì kệ nó, không, đa số thắng tiểu số, đúng không? Cho nên là mình cứ, nếu như là mình thì mình sẽ chọn ngày này rất là tốt đẹp vì nó là ngày thứ hai đầu tuần luôn. Thì các cái giờ tốt ở trong ngày thì có thể kể đến là giờ Mão từ 5 đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ, giờ Thân từ 15 đến 17 giờ. Tùy vào, có thể là đầu là mình có nhiều người là đầu thứ hai vô đi làm, cứ đi làm đi, rồi từ giờ Thân, tức là từ giờ Thân từ năm 15 đến 17 giờ thì mình chọn 16 giờ mình cúng cúng xong. Anh em đang làm hôm nào rồi đi làm sớm là nhập tiệc luôn ha. Tiệc tân niên luôn thì chắc là một năm sẽ đón đợi nhiều cái thành công may mắn ở trong cái năm làm ăn, năm tài chính của mình. Đó là những cái chia sẻ cơ bản của mình về cái ngày khai trương đối với những cái tuổi
ngày giờ ở trong cái năm canh tí. Bây giờ thì mình sẽ có nhiều người sẽ hỏi với mình đó là cúng khai trương thì cúng bằng cái gì? Thì có nhiều anh em thì mọi người còn nhỏ quá thì cũng không để ý tới cái việc cúng của gia đạo là gì. Thì mình hay nói là với mình thì mình cúng khai trương á, thì nhiều người lại cúng gà trống để nó gáy nó đá gì đó mình biết, nhưng riêng mình thì mình cúng gà mái. Tại vì mình nói này, con gà mái nó mới đẻ được chứ con gà trống nó có đẻ được đâu, đúng không? Thì mình làm ăn thì mình muốn càng ngày càng sinh sôi nảy nở, cho nên là mình cúng con gà mái. Rồi nhiều người nói trời ơi, nhà em cúng chay thì cúng cái gì? Thì cúng chay thì cúng trái cây. Mình cúng gà mái thì mình cũng có cúng trái cây, và trái cây của mình thì thường là mình không có cúng căn, mình sẽ cúng bằng năm loại quả, đó là ngũ quả. Thường thì mình sẽ chọn, theo mình thì mình chọn theo một cái cách dân gian ngẫu nhiên. Từ xưa đến giờ đó là mình cúng cầu dừa đủ xài thơm. Là mình nếu mà mãng cầu nè, dừa nè, đu đủ nè, xoài và thơm. Thường thì mình sẽ cúng năm trái đó ở trong cái dĩa ngũ quả mình đặt ở cái bàn cúng khai trương. Nhiều người hỏi cúng khai trương đặt ở đâu, thì mình nói là sẽ đặt ở ngay cửa công ty hoặc là ngay cửa cửa hàng. Đó thì mình sẽ, nếu như mình cúng như vậy mình nói là cầu dừa đủ xài thôi, cầu dừa đủ xài thôi, đúng không? Một năm thì cầu dừa đủ xài thôi, còn mà con người mà xài làm sao cho đủ đó là một cái vấn đề. Chứ còn nhiều người, mình đã nói rồi, thần thánh Phật hay là những người hút mặt hút mày không có, ê mày phải cúng cho tao con heo quay, ê mày phải cúng cho tao con gà hay là cái gì, tất cả đều là cái tâm của mình khi mình cúng. Có nhiều người già nghèo quá không có tiền, ấy giờ cúng trái dừa được không? Cúng bình thường, đó là cái tâm của mình đối với cái ngày đó thôi. Chứ còn thần thánh như mình đã nói rồi, chả ai đòi hết đó, chỉ có ma quỷ mới đòi thôi. Những người như thí dụ giống như là nuôi ngải hay là này kia thì tất cả đó là người ta đòi. Tại vì là mình nuôi tà là người ta sẽ đòi hỏi, còn nếu như mà người chính thì chẳng ai đòi hỏi bao giờ. Giống như là bây giờ mình sống ở thế thời hiện đại vậy đó. Nếu mà cái người nào đó làm trong cơ quan công việc, một khi họ có tâm thì họ chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì cả, họ sẽ làm cho giúp cho mình nhiệt tình, mình muốn đưa gì thì được. Còn ngược lại, người mà có chữ tà rồi, phải bao nhiêu tao mới làm cho mày nha. Cho nên là cái gì nó thế giới bên kia cũng thế giới bên này thì cũng như nhau cả thôi. Đều có những người có tâm và những người tà tâm, thế thôi. Cho nên là cúng chỉ bằng cả tâm của mình là chính, và chọn một cái ngày tốt, khai trương tốt đẹp, cho đúng cái phong tục, đúng cái gọi là mê tín, một chút mê tín của cái người phương Đông, như là người Việt Nam, cũng như là người Việt Nam, thì cũng không phải là chắc chắn đem lại một năm thành công tốt đẹp mỹ mãn khi mọi người chọn đúng cái ngày đâu, mà phải gọi là nó chỉ là một cái phần để cho mình yên tâm hơn ở trong cuộc sống, ở trong cái môi trường làm việc thôi. Còn lại là đều phải nhờ cái sự nhạy bén, cái sự may mắn, cái sự phúc đức của riêng mọi người, chứ không có phải là cúng chọn đúng ngày cái là ra cái là năm nay mình hốt của người ta đâu không có đâu ha. Mình làm cái gì nó cũng phải có cái tâm. Rồi đó là cơ bản mình chia sẻ với mọi người về cái ngày khai trương, một chút để cho mọi người nắm vững và mọi người ứng dụng nó để chọn cho mình cái ngày khai trương làm sao phù hợp đẹp nhất ở trong cuộc sống. Tại vì mà nói thân là bây giờ mình cứ phải nhiều khi từ từ cái hôm mình chia sẻ cái video mà số tuổi để mà đến xong nhà, thì mình luôn lặp đi lặp lại một cái câu hỏi, thí dụ giống như là người anh Canh Tuất thì tuổi nào khai trương, anh Mậu Thân thì tuổi nào khai trương, rồi chị Bính Thìn thì tuổi nào khai trương là tốt đẹp. Thật sự mình đã nói là mình, do là mình đó này, mình chia sẻ kiến thức, cho nên là mình chia sẻ cái cách tính để mọi người có thể ứng dụng và tự tính được. Còn nếu mà hỏi trực tiếp thì chắc là nếu như mà trả lời thì mình nói mình sẽ trả lời không bao giờ nổi, tại vì là tuổi thân thì có tới nhớ chứ mấy ngàn cái tuổi thân,
rồi tuổi Dậu, có mấy ngàn cái tuổi Dậu nó rất là nhiều, cho nên là mình chỉ muốn chia sẻ để mọi người, thậm chí ví dụ như năm tới nhiều khi là mình sẽ không còn chia sẻ tử vi phong thủy, chia sẻ những cái ngày như thế này nữa cho mọi người, thì mọi người vẫn có thể mở lại cái video cũ và tính là ứng dụng rằng là coi như năm tới mình chọn tuổi nào hợp lý hơn, mình chọn cái người tên gì, sắc vóc làm sao đó thì để mà tốt đẹp, đúng không? Rồi đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ đến mọi người, nhắn nhủ đến mọi người ở trong cái năm mới năm Canh Tý. Mình đã nói rồi ha, mình nói từ hồi cuối năm, mình nói từ hồi tháng 10, năm Canh Tý là năm không có chính tinh, lại là năm Tý mà đào hang, tại vì năm Tý nhưng mà gốc là bàn thổ, cho nên nó là một năm sẽ rất khó khăn về nông nghiệp, khó khăn nhiều thứ, cái gì đó liên quan tới trồng trọt và nông nghiệp. Người ta nói là năm Tý là thường thất bại mùa màng. Mà mình tính lại, mình luận lại những năm Tý, đặc biệt là năm Canh Tý, thì năm nào thì nó cũng như thế. Ba cái năm, bốn cái năm Canh Tý phía trước, ví dụ năm 1960 thì cũng là một năm thất bát mùa màng. Trước đó nữa thì cũng là một năm không có tốt đẹp về mùa màng. Mình cũng có thống kê, mình có coi tìm hiểu, thì rõ ràng là mọi người năm nay làm về nông nghiệp thì nhớ cẩn thận. Hiện đại thì đã thấy là khó khăn, và mình cũng khẳng định rằng năm nay là một năm rất mưa, rất ít mưa, rất ít ha, cho nên là những người làm nông nghiệp mà mưa ít là chết. Ai có thể trích nước trữ nước để mà tưới tiêu thì nên là người bắt đầu trữ đi, chứ còn năm nay là một năm khá là hạn hán. Nếu như đúng cách mình tính thì năm nay là một năm hạn. Rồi. Dạ tuyết hình, mình tự xông nhà, chẳng lẽ mình cúng xong rồi cái mình đi ra ngoài mình tự đi vô lại thì nó cũng hơi kỳ. Còn không thì phải nhờ một người khác cúng, sau đó mình đi vô tự xông nhà của mình cũng được thôi, chứ còn không ai cấm, không có ai ghi bản là cấm tự xông nhà, cho nên là nếu như muốn tự xông nhà thì ok, anh nói được, còn tốt hay không thì anh không biết, anh chưa thử. Dạ chào, chào các bạn gì Tiến Hoa nè, khen mình đẹp trai là mình chào lại liền à. Thiện đó, thiện đó anh đã cho cái hồi nãy em có nói ở bên trên đầu rồi, là ngày nào khai trương tốt đẹp thì anh đã tính rồi, thì năm nay có 4 ngày, đó là ngày với anh nha, cách tính của anh thì anh tính là ngày mùng 1, ngày mùng 5 nè, ngày mùng 6, mùng 8 và mùng 10, ba ngày đó thì em muốn biết rõ ngày nào thì lát nữa em xem lại cái video này thì em sẽ biết rằng là chọn ngày nào nó sẽ tốt đẹp hơn. Em ở một mình thì chẳng lẽ là em một mình là Tết em cũng không có mình nào, em kiếm đứa nào ở vòng vòng sớm em á, nó vô nó xong cho em, trời em lì xì cho nó, nói ê mày sáng mày qua mày lì xì mày xong nhà cho chị lì xì cho, hay là như thế nào đó, còn không thì thôi cứ để tự nhiên ai đến nhà mình nó cứ tùy tâm đi, ông trời cho gì mình nhận cái đó. Nhung Nguyễn, Nguyễn Thị Hồng Nhung nè, thì là mình ở đây là cái video này mình sẽ không chia sẻ về tử vi, mình chỉ nói đến cái ngày khai trương thôi, tại vì ở Mỹ hả, ở Mỹ thôi tự xông nhà đi bà ơi. Riêng phần phong thủy thì mình sẽ không bao giờ trả lời mọi người một cách qua loa như thế này, tại vì phong thủy là đúng tuyệt đối, cho nên nếu mà phong thủy thì chỉ phải mời đích thân mình đến mình đi tư vấn thôi, chứ còn riêng phong thủy thì mình không có chia sẻ hỏi như thế này mà để mình trả lời được, dù rằng là mình trả lời được nó, nhưng mà đều con cái là phong thủy không phải là chỉ có bát trạch tức là hướng tốt không, nó còn phải tính tới cái ngũ quan nữa, tính tới là cái cung trạch nữa,
Cho nên là nhiều khi đặt bếp hướng đông nhưng mà đặt ngay chỗ sinh khí của nhà, chứ không phải là đặt ngay chỗ đặt bếp đúng hướng. Hướng bếp tức là hướng xấu của cái nhà đó. Tuy nhiên nhiều khi là cái chỗ đó là chỗ sinh khí của cái nhà, đặt cái bếp chỗ đó thì làm bao nhiêu về nó đốt sạch, không có tiền. Làm thì rất là nhiều tiền nhưng không giữ được. Cho nên là về đến cái việc mà phong thủy là mình phải đo địa khí rồi này kia, cho để mất công. À, ông bà tử vi ông chỉ mình quay cái hướng bếp này mà sao mình làm ăn không được, mà đâu có biết rằng cái hướng bếp đúng rồi nhưng cái nơi đặt cái bếp là sinh khí của cái nhà, đặt chuột ngay trái tim của cái nhà là không được. À, cho nên là phong thủy thì mình xin từ chối, mình không có chỉ, giúp mọi người bằng cách là tư vấn như thế này. Nói chung là mình thực sự mà nói là đi làm phong thủy nhiều nhiều nơi thì mình cũng gọi là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Có những nơi là người ta đã mời phong thủy về rồi nhưng mà người đó lại không học về địa khí mà chỉ học tới bát trạch thôi. Cho nên là hướng bếp thì mọi thứ đều ok nhưng mà địa khí thì hoàn toàn thất bại, cho nên là tiền tài giữ không được, điều khí đi trong nhà không tốt. Thường thì mọi người sẽ để ý kỹ nữa ha, mình nói là mình về xem cái nhà của mình có cơ bản nó đúng không, thấy điều khí hay chưa, là cái đường mà đi xuống nhà bếp ha, thường nếu mà có phòng ngủ nằm ở trên này là thường cái đường đi xuống nhà bếp phải nằm bên trái của cái nhà, tức là theo chiều nhìn theo mình ở trong nhà nhìn ra là nó phải nằm bên trái của cái nhà, nằm bên phải của cái nhà thì thường nó không tốt đẹp lắm. Mà thôi, cái đó là phần về phong thủy. Mai mốt mình sẽ chia sẻ nhiều ở trên cái kênh phong thủy và cuộc sống. Còn cái này là phần về tử vi thì mình chia sẻ ở bên này. Dạ, cảm ơn Nguyễn Thị Tú. Rồi, mọi người có hỏi gì nữa không ạ? Nếu mà người hồi nãy có người kỷ mùi á, là nếu mà muốn hỏi mình về ngày khai trương chính xác này kia thì người kỷ mùi làm ngành nghề gì? Buôn bán bất động sản hay ghi số đề? Đó, nó có phải tùy vào cái ngành nghề hay là chuyên đi xây dựng? Đó, nó có nhiều thứ lắm. Cho nên là còn phải tùy thuộc vào ngành nghề để mà mình chọn ngày. Thì bây giờ mình đã đưa ra bốn cái ngày rồi thì bốn cái ngày đó ngày cái gì mà phải chú ý thì mình đã đưa ra rồi, cho nên mọi người sẽ ứng dụng vào đó, mọi người tính toán thôi. Chứ còn mình đã nói không rất là có nhiều chuyện rất là khó nói. Dạ chào, cảm ơn ạ. Ai mà chào mình đẹp trai là mình sẵn sàng chào lại liền ạ. Cảm ơn em. Nói chung là nhà mớm mớm giống mẹ nên là cười chút dễ thương. Vì là miệng có quai sách thì người ta nói rằng là sự là người có khiếu ăn nói, cười đẹp. Bình thường thì anh nghiêm thì là bầu trời nó cũng buồn nhưng mà anh cười thì nó tươi tịnh. Nguyễn Thị Hồng Nhung, vợ chồng em nuôi tôm, tức là làm thủy sản, làm cái gì đó ở dưới nước thì cho anh cái tên đi rồi anh quên cho anh cái ngày tháng năm sinh của chồng em đi anh ơi. Anh nói lại cái là thứ hạng là anh không có tư vấn về phong thủy mà trực tiếp, tại vì phong thủy là còn phải đo đạc rất là nhiều thứ, cho nên là phong thủy anh không có tư vấn trực tiếp. Anh sẽ tránh trả lời những câu phong thủy để hỏi đặt hướng nào, tại vì đó là người Việt Nam thường mà những người nếu mà học về về phong thủy, nghiên cứu về phong thủy chưa tới thì chỉ biết rằng phong thủy có bát trạch thôi, tức là hướng tốt và hướng xấu. Con người có bốn hướng tốt và bốn hướng xấu, ví dụ người đông tứ trạch thì bốn hướng về đông tứ trạch thì là tốt, bốn hướng về tây tứ trạch là xấu.
nhưng mà không biết rằng địa khí nó còn nhiều thứ lắm, cho nên là anh sẽ không có chia sẻ cái việc mà đặt bếp quay hướng nào, dù rằng nó rất là dễ đối với anh. Tại vì khi anh chia sẻ mà anh không nắm chắc rằng em ứng dụng nó được thì anh sẽ không chia sẻ. Vậy thôi. À, kỷ mùi năm mạng. Kỷ hợp giáp, ngày giáp, chọn ngày mùng 8, đừng chọn ngày mùng 9. Nếu như kỷ mùi thì nên chọn ngày mùng 8. Chọn ngày mùng 8 đẹp hơn nha. Đừng chọn ngày mùng 9. Nếu như là anh thì chọn ngành buôn bán nước giải khát, nhâm tuất nữ thì nên chọn ngày nhâm tuất nữ, chọn ngày nhâm thân tức là ngày mùng 6 âm lịch đen, nó sẽ ok hơn. Mọi người nhắm nhiều quá sẽ không chạy thấy ngày khai trương. Em tuổi Quý Hợi tháng Giêng chồng em. Hỏi ngày khai trương em tuổi Quý Hợi chồng. Nếu vậy thì chọn ngày Giáp Tuất ngày mùng 8 em. Chồng em là Mậu Ngọ mà. Chọn ngày mùng 8. Mùng 8 hoặc mùng 10 ngày nào cũng được. Nếu mà hai vợ chồng đuôi tôm. Chị bị sinh ra nên nè, kiếm được thằng tuổi Ất Hợi là sao chị? Ất Tỵ là thằng âm binh rồi hả? Nó về đó, nó xong nhà xong nó bắt lì xì cho nó mấy chục ngàn nữa khổ hả? Kỷ Tỵ, Kỷ Tỵ ngày mùng 8 được nha, ngày mùng 8 mùng 10 ngày nào cũng được thứ hai. À tuổi xông nhà gì? Quý Quý Dậu Nguyễn Hữu Thọ, nếu mà vợ em thì chọn ngày mùng 10 đi. Không, chọn ngày mùng 8 đi. Đừng chọn ngày mùng 10. Chọn mùng 8 Nguyễn Hữu Thọ. 1983 nên chọn ngày mùng 8. Ngày mà là ngày như thế này, người Tân Dậu làm tiệm may khai trương ngày nào? Ok, khai trương ngày mùng 10 đi à. Nhiên là sẽ phải nói như anh gì đó, là nuôi tôm mình lựa ngày nước lớn thả tôm nuôi. Cái chuyện đó thì chắc là những người nuôi tôm ai cũng biết, nhưng mà không có phải là như vậy. Lựa con nước lớn mà tôm nó chưa về thì cũng không có thả được, đúng không? Nếu vậy là anh chưa bao giờ đi đến những cái nơi đó. Tại vì tôm là phụ thuộc vào cái chành, cái chỗ mà nó bán tôm giống đó. Nó nói hôm nay nó có tôm, đúng không? Là mình xử nước rồi trước đi 10 ngày rồi. Nó nói chừng nào nó có tôm nó đem về đó, rồi nó đem thôi chứ còn đâu có ấy được. Cho nên là như mình là mình sẽ nói là, thôi thì nếu mà chọn thì chọn ngày tốt cúng kiến đồ trước, rồi còn tôm về lúc nào mình thả lúc đó, vậy thôi.
mùng mùng nhâm tuất thì có thể chọn ngày mùng 10 em. Trần Thúy Hà thì nếu như mà như vậy thì chắc là gọi gọi điện cho mình hoặc là nhắn tin cho mình ở Zalo Facebook đi, rồi mình sẽ giúp cho cái ngày ngoài cái ngày mùng 10. Thường thì mọi người sẽ khai trương trước ngày mùng 10. Dạ thì bởi vậy cho nên là tuy là mình người ở thành phố nhưng mà mình biết rõ các ngành nghề kinh doanh, mình được may mắn là đi đến nhiều người cho nên là mình biết. Những người không biết thì đừng có phát biểu linh tinh để mất công người ta nói mình không ra gì ha. Dạ, xin chào ạ. À rồi, muốn gì hỏi đi em. Rồi, ok. Một tỵ một mùi, con rắn nó quấn chân con dê. Con dê này nó muốn chạy mấy lần nhưng mà chạy không được. Rồi. Rồi, đúng không? Giờ sao? Muốn hỏi gì dù gì? Thì chứ giờ để ông ở nhà ông ăn ở không ông phá cũng vậy. Thì đó thì anh mới nói là con dê nó đòi chạy mà con rắn nó quắn chân hoài chạy không được đó, đúng không? Rồi hai vợ chồng được mấy đứa con, nói nghe con, hai vợ chồng được mấy đứa con? Hai lẻ ba. Một đứa 2000 canh thìn, một đứa 203 là ất mùi. Ất mùi ổng kỷ mùi bị ất, đúng rồi. Đứa này nó phá ổng không là ổng làm ăn gì được, em làm là chính đúng không, em làm là chính. Chứ còn chữ ất nó khắc chữ kỷ, ổng lại ẩn tuổi con nữa cho nên là ổng không phá em dài, cứ 1-2 năm ổng phá vài trăm là bình thường đúng không. Cho nên là này là chịu số đẻ ra đứa này thì ổng không làm ăn gì được đó, ổng cứ bám ông. Ừ, để chứ ăn mùi á, chừng nào nó có chồng là tự nhiên ổng tu tỉnh làm ăn à. Với lại nó đi xa, nó đi xa tí xíu là ổng sẽ đỡ đỡ phá. Nói chung là bây giờ là người kỷ mùi là cũng hết cái thời hạn phá rồi, cũng chuẩn bị làm ăn rồi đúng không. Giờ tính ổng tính ông mua ghe, ổng đi mua lúa mua gạo gì đó. Rồi cho ông đi đi, cái này anh nói thật sự, cứ cho ông đi làm được. Được, bắt đầu ông hết phá rồi đó nha. Con kia nó đủ 18 tuổi là ông, nó hết chi phối lên mạng ổng đã đỡ rồi, là bắt đầu ông chí thú vô ông làm ăn à. Chứ còn em cho được, thằng này cho cái đi lính đi tốt mà. Thì cứ đi đi cho trốn sao được mà trốn đúng không. Cho nó đi được, ok em yên tâm nha. Rồi cái vụ mà ổng cứ cho ông đi làm thì không sao đâu nha, tốt nữa là bắt đầu ông đi làm phụ. Ừ chứ đừng có yên tâm, thì chứ còn đỡ hơn ông ở nhà ông làm được có 3 đồng nhưng mà ông phá tới 7 đồng đúng không. Em muốn làm sao à, thì đó thì ông nhàn cư vi bất thiện mà. Rồi vậy ha, ông làm cái gì? ông
Thì đó, bởi vậy thôi cứ để ông đi làm đi cho ông biết đá biết vàng rồi ông về ông mới chí thú. Ok. À. Không có mất đâu, em bỏ ra không mất số tiền này đâu, nhưng mà đều có một cái là em được thằng chồng. Đúng không? Sau khi nó đi một thời gian thì nó sẽ thấy rằng là đá với vàng nó làm sao. Ok. Vậy giờ ha. coi em mấy ngày em có ai ấy em có ai bắt mấy mà em cứ vợ chồng lớn giờ nó tháng chín năm sau ở kia đi nói rồi nó hỏi là mùng bốn Tết Thì cái đó người ta bên đấy thôi chứ đâu có gì đâu mà phá quấy gì em. Anh thấy nhà em vẫn ok làm ăn bình thường mà. Chỉ có một cái là ông chồng từ hồi đẻ tới đứa ất mùi ra, đứa trước thì đẻ đứa 2000 thì ông chưa có phá, mà từ hồi đẻ đứa ất mùi ra ông mới bắt đầu mới phá. Chính xác là như vậy đúng không? Ừ, cho nên là cái này là do cái số của nhà. Rồi ok vậy ha. Chừng nào em mới hết cổ mà không chữ em quá trời ở ngoài em hả? Quậy quá không chữ tối này. Thì thôi bây giờ cái chuyện đó là chuyện vợ chồng mà anh làm sao mà nói được, đúng không? Hy vọng rằng là cái khi mà nó cái con ất mùi nó bớt xung khắc với ông, nó bớt chi phối mệnh ông, thì nó sẽ bắt đầu ổng sẽ biết chí thú hơn, làm ăn tốt đẹp hơn ha. Ất mùi với ổng không có hợp á. Thì em tuy là nó con gái nhưng mà thấy nó cũng ít nói chuyện với ổng mà. Ít nói chuyện nó khó nói chuyện Thì nhưng đó. mà người ta nói là ổng tuổi ổng mà anh có tiền mà sao ổng hay người ổng hợp Dạ thì cái đó người ta nói, còn anh nói là nó phá ổng. Còn em tin người ta thì em tin đi ha. Còn anh thì anh chỉ nói vậy thôi. Ok, bye em. Ừ đúng rồi. Vậy ha. Rồi, ok. À, còn anh ba mùng mấy khai trương? À dạ, anh ba thì chắc là không có ngày nghỉ. Anh ba làm quanh năm suốt tháng 24/7, cho nên là mình sẽ chắc là không có được ngày nghỉ đâu. Mình là làm luôn từ năm mới qua năm cũ cho nên quên năm năm cũ qua năm mới cho nên là mình không cần khai trương lại. Mậu Dần chính xong nhà đầu năm Canh Tý, sao giao thừa có tốt không anh ba? Mậu Dần ok, không có gì, nó là bình thường, không tốt mà cũng không xấu. À, Mậu Dần Thổ không tốt không xấu gì đối với người Đinh Mão cả. Nhưng nếu mà chọn thì nếu cho em chọn thì em sẽ kiếm đứa 98, 99 thì em chọn 99 sẽ đẹp hơn là 98. Đứa Kỷ Mão sẽ đẹp hơn nha. Nếu như mà Đinh Tý, Nhâm Tý, Nhâm Tý chọn ngày Nhâm Thân tức là ngày mùng 6 đó, khai trương lại rất là đẹp. Nhiều người như này, có nhiều người đó là mùng 1, 2, 3 là đã làm vẫn cứ tiếp tục làm thôi, nhưng mà chưa có cúng khai trương thì chọn cái ngày nào đó phù hợp mình cúng khai trương lại thôi. Chứ còn có nhiều cái ngành nghề kinh doanh có nhiều người là bán luôn ngày Tết không có nghỉ, cho nên là không cần phải khai trương lại thì cứ bán thôi. Còn cái ngày nào mình chọn cái ngày cúng khai trương thì mình cúng, chứ còn không nhất thiết là phải đóng cửa nghỉ tới ngày đó mới làm. Trời ơi nói thật sự chứ, đang yên đang lành Tết mười mấy ngày thiệt luôn á, đúng không? Mười mấy ngày phải trả lương cho nhân công nè, mà thí dụ nghỉ họ được ăn lương, đi làm thì được gấp ba mà không có người làm. Tết Tây Tết có ngày à, Tết Việt Nam mười mấy 20 ngày, trời ơi muốn phê luôn. Những người đi lãnh lương thì thích ngày Tết, những người phát lương như mình thì cực kỳ không thích ngày Tết. Khổ lắm, kiếm người làm kiếm không ra, đầu tắt mặt tối. Rồi nào là phải lo sửa soạn đồ này kia. Nói thật sự ra là ngày Tết thì ngày xưa thì mình trông Tết từng ngày, bây giờ thì mình tránh Tết từng ngày, mong nó đừng có đến. Nhưng mà đó là truyền thống, cái gì đó là con người của Việt Nam, con người của phương Đông, họ có những cái thời khắc trong gia đình mười mấy ngày họ có thể đi làm xa được cái không ấy, mười mấy ngày đó là cái sự sum họp, cái sự ở bên nhau chia sẻ những cái một cái năm làm việc có thành công chưa, có thất bại không. Ngược lại ở nếu mà có một ngày thì thí dụ giống như là
các anh chị em làm ăn xa làm sao mà về nhà được, làm sao có thể hàn huyên tâm sự với cha mẹ anh em cũng như là bà con chồng sớm để mà có cái sự gắn kết. Cho nên là ngược lại thì nhìn về khía cạnh của một cái người đi trả lương thì mình sẽ thấy, mình sẽ nói như thế này, nhưng mà nhìn ở khía cạnh của những người con Việt Việt Nam, những người cần có gia đình, những người có cái sự chia sẻ, thì mình nghĩ rằng Tết là một khoảng thời gian rất là quý báu đối với tất cả các mọi người. Nhà muốn gì thì không có tiền trả, trời ơi chị ơi khổ lắm. Nếu như mà Nhâm Tý hiền lê, Nhâm Tý thì mệnh mộc đinh 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 chọn người đinh sửu là đẹp nhất. Vì sao? Đinh hợp nhâm, sửu với tý là lục hợp, rồi là một người mệnh thủy, một người mệnh hỏa, một người mệnh mộc. Cho nên là nếu đúng đẹp nhất thì chọn được người đinh sửu sinh năm 1997. Giáp dần thì chọn ngày mùng 8, ngày giáp tuất là đẹp nhất nhé. Đúng rồi, nghe đến Tết là đầu thối rồi, thật sự luôn á. Nợ thì có thể nợ là bình thường nợ bao nhiêu lâu cũng được, nhưng mà tới Tết là bắt đầu thấy người ta nhắn tin là thấy nhột rồi đó, khổ vậy đó, đúng không? Nợ từ tháng giêng cho tới tháng 11 không ai nói gì hết á, nhưng mà từ tháng 11 mượn tiền và hỏi mày Tết mà có trả tao không khổ vậy đó. Dạ Cúc Lê, chị đi du lịch ok, chị đã đeo đồ phong thủy của em rồi thì mọi thứ sẽ ok, chị không sao. Mình đang tranh thủ làm cho mọi người, cho nên là mọi người sẽ ráng kiên nhẫn đợi. Trong tuần này mình sẽ tranh thủ làm Mậu Thìn, rồi làm một loạt cái hàng 8 và hàng 7, xong cái là mình chuyển qua hàng 6, sau đó mình sẽ quay xuống hàng 9. Hàng 9 thì các em còn nhỏ, đang ở trong cái giai đoạn gọi là đi làm nhiều hơn là làm chủ, cho nên là mình sẽ chờ tới gần gần cuối mình làm. Bính dần làm gì em? Em phải hỏi nguyên câu chứ, anh mà hỏi gì còn bính dần thì anh bó tay là còn cái gì? Còn bính dần là còn con cọp đó đúng không? Nếu như mà với những cái chiều hướng như thế này thì ngành nghề tốt thì mình không dám khẳng định được. Thật sự mà nói là năm sau mình chỉ biết cái ngành nghề xấu thôi, chứ còn tốt thì mình không dám được. Thật sự mà nói thì với những cái gì đang diễn biến thì mình nghĩ là ngành nghề nào mà về sản xuất thì bắt đầu sẽ là thịnh vượng. Ngược lại những ngành nghề như bất động sản sẽ lâm vào khó khăn, bắt đầu kéo từ năm nay kéo qua. Dạ được, Kỷ Hợi xong nhà cho Kỷ Mùi thì quá tốt. Mậu Thân gặp Canh Tý có hợp không? Dạ hợp về vấn đề gì? Nam Mậu Thân hay nữ Mậu Thân? Thì hỏi như vậy thì là hai cái tuổi đó gặp nhau có hợp không? Thì mình nói hai cái tuổi này thì ok. Mậu Canh thì không có vấn đề. Chào Ra Ca nha. Ất Mão thì chọn ngày mùng 8 đi, ngày Giáp Tuất đẹp. Anh có chia sẻ cái video về nữ nhâm tuất cho năm 2020 rồi, thì anh đã nói rồi là có nhiều cái tốt đẹp lắm đúng không? 2018, 2019 thì 2018 thì quá tệ tua, 2019 thì giải quyết hậu quả, 2020 thì sẽ tốt đẹp hơn. Mình chưa có xem cho ngày tháng năm sinh thì mình sẽ không dám trả lời đâu. Nhiều người sẽ hỏi mình như nào,
tại sao cũng tuổi Mậu Thìn hay là cũng tuổi Mậu Ngọ, nhưng mà năm đó thì thí dụ như mình đi, năm vừa rồi, 2 năm vừa rồi mình tận dụng năm 2019 mình kiếm được chút chút thì nhiều người hỏi tại sao anh Mậu Ngọ anh kiếm được mà em Mậu Ngọ em khổ quá. Nói xin lỗi với anh, phần đông Mậu Ngọ trong năm 2019 là làm ăn suôn sẻ, ok, dù là nam hay nữ mà nó có rắc rối, có khó khăn, nhưng mà là chẳng qua là những cái khó khăn ở những năm trước để lại thôi. Còn riêng năm 2019 thì đối với những người Mậu Ngọ là thành công. Được ạ, người Tân Hợi thì năm nay buôn bán nhà không được đâu, nhưng mà riêng năm Canh Tý thì bán nhà rất là ok. Nữ mạng Nhâm Tuất tuổi nào sinh nhà hợp lý? Nhâm Ất 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 Mão đi em, sinh năm 1975 là ok. Đinh Mão cũng được, Ất Mão và Đinh Mão cũng được, Đinh hợp Nhâm. Nguyễn Thị Hoa, Kỷ Dậu, Kỷ Dậu, Kỷ Kỷ hợp Giáp, Kỷ hợp Giáp chọn ngày mùng 8 Giáp Tuất. Ngày mùng 8 Giáp Tuất là được. Mình bạn Ra Kha là mình không có phải là người có bói, cho nên là mình không có biết, biểu mình coi Giáp Tuất nam mạng là mình không biết coi đâu. Mình chỉ nói rồi, mình không có chấm tử vi, mình chỉ trả lời trên tử vi. Lý do là tại sao nhiều người hỏi với mình là nhiều người mà biết về tử vi họ nói là luận tử vi như vậy khó hơn là chấm tử vi, chứ tại sao không chấm tử vi cho mọi người? Nói không phải là em không biết chấm, tại vì em phải biết chấm tử vi thì em mới biết tới cái giai đoạn luận tử vi từng ngày. Nhưng mà em nghĩ rằng chấm tử vi cho mọi người thì mọi người không ứng dụng được, hoặc là với em thì em cảm thấy nó không có chính xác. Tại vì sao? Thí dụ như giống như bây giờ mình chấm cho một tử vi cho một người sinh năm 1998 đi, mình nói vận thế của họ ở những giai đoạn này những như thế nào, nhưng lỡ như 2 năm nữa họ lấy vợ, họ lấy một người hợp tuổi, hợp mạng, có tuổi ít ít lợi cho chồng con, thì cái lá số của họ có thể từ xấu chuyển sang tốt. Nó bị biến thiên rồi. Có thí dụ như đẻ con, lỡ như họ đẻ con không hợp nó lại biến thiên thêm một lần nữa, cho nên là nó sẽ mất đi cái sự chính xác. Và cái duyên của mọi người, thí dụ như mọi người hỏi mình hay là giờ đồng hồ lên coi, là cái duyên của mọi người hỏi mình cái việc đó, giờ đó là giờ tốt hay giờ xấu cho cái việc, cái công việc vừa mọi người vừa hỏi, thì sau đó mình sẽ dựa vào cái cảm tính của mình, cái cách tính về phong thủy tử vi rồi xong rồi cái một chút cái cảm tính của mình trả lời. Có nhiều khi á, mình nói thật lòng là mình nói cho mọi người xong mình nói ủa sao mà tự nhiên bà này mình nói với bà như vậy, thì đó là mình ứng lên mình nói bậy thôi, mà nó hên nó trúng. Nói chung là mình là nhờ may mắn là chính, chứ mình không có giỏi. Có nhiều người giỏi lắm thật sự. Làm về cái gì nữa em? Nếu như mà mọi người muốn chắc ăn thì mọi người sau cái video này mọi người nên coi lại đoạn đầu, đoạn khoảng cỡ từ phút thứ tư cho đến phút thứ 20 là mình, cái đoạn mình chia sẻ cho mọi người về cái ngày khai trương, cách khai trương như thế nào để mà mọi người nó tốt đẹp đó. Thì mọi người nên xem lại nha. Dạ em không có dám đâu chị Cúc Lê, em thật sự mà nói như vậy. Có nhiều người ở ngoài giỏi lắm, nhưng mà chẳng qua là họ không biết cách làm về truyền thông, họ không biết cách tiếp cận với mọi người thôi. Với lại có nhiều khi là mọi người chưa có hữu duyên gặp họ. Có nhiều người họ gặp gặp họ rồi họ rất là ok. Và Giáp Dần thì chọn ngày mùng 8, ngày Giáp Tuất rất là đẹp.
Cảm ơn Việt Nam Comedy để chị. Do là mọi người ít được đi, ít được tiếp xúc. Có một năm đó là từ năm 24 qua năm 25 là mình đi tới 1.200 ngôi chùa trong một năm. Thì một năm đó mình tiếp xúc với 1.200 vị thầy. Vì thế sao mà gọi là thầy? Tại vì mình đó là cởi cái áo tu ra mình đi ra đời, còn người ta là dám cạo đầu mặc cái áo tu vô, thì người ta là mình phải gọi người ta bằng thầy rồi, đúng không? Dù là nếu như mà mình chịu tu rồi bây giờ mình hơn họ, có thể hiểu biết về Phật giáo, có hiểu biết về kiến thức mình hơn họ, nhưng mà để con cái là họ dám, đúng không? Cái bề ngoài họ dám hy sinh thì đó là mình phải gọi là thầy. Thì mình nói là mình tiếp xúc được 1.200 vị thầy, vị sư tu từ trụ trì chứ không phải là người thường. Thì có những vị thì tu rất là chân chánh, tu từ hồi năm 7 tuổi tới lúc mình gặp là năm đó tới 90 tuổi rồi, đầu óc minh mẫn, nói chuyện là mình thậm chí là mình chỉ muốn chắp tay là xả thôi, triết lý của họ quá vững chắc ở trong cái việc tu. Còn cũng có người được học ở bên sang cả Ấn Độ, học về Phật giáo, học về các thuyết Phật giáo, nói chuyện là thôi uyên thâm ngời ngời, nhưng mà lại có cái bề nổi thôi, bề chìm không có, đức độ của hạnh tu không ra. Đối với mình thì chưa chắc gì, có những ông chỉ biết ba bài kinh từ giờ ông nói tôi không biết chữ, tôi có biết tôi thuộc ba bài kinh, đó là kinh Công Phu Sáng, Cúng Cơm Trưa và Nhật Tụng vào buổi tối, vậy thôi. Tôi ngày tụng ba thời kinh rồi làm ruộng ai cúng gì ăn đó, cũng tu, đọc kinh hồi hướng công đức cho ba tánh là tu. Cũng có người thì thuyết giảng những cái điều hay lẽ đẹp, đúng không? Đem đến cái sự nổi tiếng cho bản thân người đó cũng như là lợi lạc cho chúng sanh. Coi được ngày tháng năm sinh, cũng coi được về bát tự như mình, không? Chùa rất là đẹp, phía sau có ba cái nhà của ba bà vợ đó. Mình nhìn được bề bề mặt cũng như bề trái của cái việc tu hành, cho nên là mình thấy rằng đó là có nhiều người rất giỏi. Mình nhớ mình có một cái vị quen ở Cần Thơ, mình đến đó là mình xuất thân là cử nhân chuyên ngành nhiếp ảnh, mà mình đi chụp hình những cái vị trụ trì của các chùa rồi để mình lấy, sau đó mình tặng cho ông một cái tấm hình. Cái ông thấy rất đẹp, ông nói thần quá, thầy thấy đẹp quá, bây giờ con phải ký tên ghi rõ là con tặng thầy, tại vì 3 năm nữa thì phải có 100.000 người biết con. Mà đúng thiệt, sau 3 năm thì từ năm 24 cho tới năm 27 thì cái nút bạc đầu tiên mình nhận được là 100.000 người ở YouTube. Thì thật sự ra mà nói thì chứng tính tỏ là mình đâu có giỏi, ông đó ông mới giỏi đó, đúng không? Cho nên là mình là hạt cát thôi, chỉ chẳng qua là mình đi làm mình cũng tích được chút phước, cho nên là mọi sự nó chia sẻ với mọi người hoặc là làm cho mọi người thì mọi người nó tốt hơn thôi. Rồi thôi, bây giờ đã là 11 giờ, mình sẽ ngừng buổi chia sẻ ở đây. Hy vọng rằng là những cái chia sẻ vừa rồi về cái ngày khai trương của năm Canh Tý 2020 sẽ giúp ích được mọi người chọn ra cái ngày nào tốt đẹp để mà khai trương, nhằm có được một năm Canh Tý thành công mỹ mãn, tốt đẹp ở trong tất cả mọi việc. Hẹn gặp lại mọi người ở những video chia sẻ về tử vi phong thủy tiếp theo. Bye bye mọi người.